vừa mới cho ra lò một em bánh con ếch đấy, nhìn thấy không? Đây là hai cái mắt này của em ý này, đây là cái mõm của em ý này. Ôi, giống con ếch quá nhỉ. Bánh này là bánh bánh mì Pháp nhân đỗ xanh với cả dừa đấy, trông rất ngon. Hôm nay để chế độ màu nhạt để cho bánh có cái vỏ mỏng nhất có thể đó. Đấy, trông em mới đẹp chưa đây. Thế em này thì em ếch này thì sẽ phải bóc em ra như thế nào nhỉ? Thôi hay là bóc, cắt em mới ra này, xem nhân ở giữa như thế nào đã này. Đấy, rất là giòn, nhân cũng rất là giòn. Đấy, thấy chưa? Đỗ xanh này, dừa này, thơm quá. Thế là cũng có thể nói là bánh mì ở Pháp này làm rất nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi một lần là một một nhân khác nhau thì ăn cũng rất là thú vị. Đó. Bây giờ cắt cắt mỏng ra, phải cắt chiều này. Không thì mắt của em ấy. Cái nhân rất là mềm. Đó. Còn cái thớ bánh mì thì nó vẫn rất là dai. Đó. Rất là dai. Hôm nay mình cho bánh mì này nở rất là lâu luôn đấy. Đó.